Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc TV đến từ thương hiệu Asanzo. Chiếc TV trong video này mình giới thiệu với các bạn là TV có model 43VS10. Đây là TV 43 inch và nó là dòng Smart TV và có chức năng điều khiển giọng nói. Chiếc TV này đã được nâng cấp lên hệ điều hành 6.0 và nó đã khắc phục toàn bộ những cái lỗi của phần mềm YouTube ngày trước là lỗi cập nhật. Thì chúng ta có một cái hệ điều hành mới và nó có tốc độ loát rất là nhanh hơn rất nhiều so với TV cũ của Asanzo. Đây là chiếc TV điều khiển giọng nói, chính vì thế mà khi các bạn mua bên trong hộp sẽ có hai chiếc điều khiển. Đây là cái khiển dài này, khiển này là khiển bình thường, trung thường chúng ta vẫn hay sử dụng. Và tiếp theo là bên trong hộp sẽ kèm theo một chiếc điều khiển bé như thế này. Đây là điều khiển giọng nói. Điều khiển giọng nói này nó sẽ có chức năng tìm kiếm giọng nói bằng cách bấm nút mic ở góc bên phải, nút trên cùng lúc này. Các bạn bấm đây và nói, và ở cái điều khiển này nó là khiển bay thì các bạn có thể điều khiển được cái bàn tay ở trên TV để lựa chọn. Đây mình đang điều khiển này. Các bạn thấy là điều khiển như thế này nó rất là mượt mà và nhanh nhẹn, giúp chúng ta trải nghiệm TV nó tốt hơn. Ở khiển nhỏ này có chức năng giọng nói, các bạn sẽ bấm vào nút bên phải ở trên cùng này. Thì lát nữa mình sẽ trải nghiệm với các bạn cái chức năng tìm kiếm vào giọng nói của TV Asanzo model mới 43VS10. Đây là các cổng kết nối của chiếc TV này. Thì ở phía gập này nó sẽ có một cái cổng đầu tiên là cổng LAN. Cổng này thì các bạn có thể cắm dây mạng trực tiếp cắm vào đây. Nếu như các bạn có wifi ấy, chúng ta không cần cắm cổng này. Chúng ta sẽ kết nối không dây, kết nối wifi không dây. Thì như thế nó sẽ tiện hơn. Ở đây là ba cổng HDMI. Cổng là những cái cổng này là cổng HDMI 1, HDMI 2 và HDMI 3. Ba cổng này có thể kết nối được các thiết bị như là đầu chảo, đầu đĩa hoặc là những cái thiết bị đầu phát phim. Các bạn cắm ở đây. Nó truyền được cả hình cả tiếng. Còn đây là cổng VGA. Cổng VGA này các bạn có thể cắm từ máy vi tính, cắm trực tiếp vào đây. Bên cạnh cổng VGA thì là cổng headphone. Cổng này các bạn có thể cắm dây 3.5 để có thể xuất tiếng ra âm ly để hát karaoke. Đây ra như này. Cắm một đầu nhọn cắm vào đây. Còn hai đầu này các bạn sẽ cắm xuống âm ly hoặc cắm loa vi tính để có thể xuất tiếng từ TV ra. Đây là cổng anten. Thì các bạn cắm dây anten đây để dò kênh kỹ số. Ở bên trong TV 43VS10 này nó tích hợp bên trong sẵn đầu thu kỹ số DVB-T2 rồi. Các bạn cứ cắm dây anten ở đây, sau đó dò kênh là xem được, không cần phải mua đầu kỹ số. Đây là jack AV. Còn đây là hai cổng USB. Thì hiện tại bây giờ mình đang cắm hai cổng USB rồi. Đây là hai cổng USB thì mình đang cắm hai thiết bị này. Thì ở đây có một cái cục bé này. Đây, cục bé này chính là cái chân để nhận được cái khiển thông minh điều khiển giọng nói của TV Asanzo. Đây, các bạn sẽ cắm cái chân này vào cổng USB để nó nhận được cái khiển. Còn đây là cái USB mình đang cắm dữ liệu để cài đặt thêm phần mềm cho TV này. Thì như vậy là mình vừa giới thiệu sơ qua với các bạn các cổng kết nối của TV 43VS10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chiếc TV này. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm chiếc TV này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái hệ điều hành của TV. Thì hệ điều hành của TV các bạn sẽ vào mục ứng dụng. Sau đó vào mục cài đặt. Vào mục giới thiệu. Ở đây nó sẽ có cái mục phiên bản 6.0 thể hiện là TV này đang chạy hệ điều hành Android 6.0. Thì ở hệ điều hành này nó khắc phục toàn bộ những cái lỗi ngày trước của TV cũ của Asanzo và tốc độ của nó được cải thiện hơn rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về cái hình ảnh của TV này nó phát ra. Thì ở đây mình có USB và có một cái file Full HD, mình sẽ bật lên. Đây các bạn sẽ có thể trải nghiệm được cái hình ảnh của TV nó phát ra. Các bạn thấy là hình ảnh của TV phát ra rất là nét, rõ nét, màu sắc thì sáng và trung thực. Tiếp theo mình sẽ thoát ra để cùng các bạn trải nghiệm những cái phần mềm bên trong TV này, cái tốc độ loát của nó ra làm sao. Chúng ta sẽ vào một ứng dụng. Vào YouTube. Bây giờ mình sẽ bật thử một video để chúng ta cùng trải nghiệm xem cái tốc độ loát của TV này nó như thế nào. Bật video này. Thì các bạn thấy là TV nó đã loát xong rồi. Và đã bật được cái video này thì các bạn thấy là cái tốc độ của TV nó loát rất là nhanh. Không đưa lát như ngày trước nữa. Bây giờ mình sẽ thoát ra. Ở trong một YouTube này các bạn có thể tìm kiếm được giọng nói ở bằng chính cái điều khiển của TV Asanzo điều khiển thông minh. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái chức năng tìm kiếm bằng giọng nói ở trên TV 43VS10 này.
Thì ở trên điều khiển thông minh của nó sẽ có cái hình cái mic ở bên góc phải này, chúng ta sẽ bấm vào đây một lần, sau đó chúng ta sẽ nói. Bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm. Điện máy Phú Thọ Online. Thì đây là chính là kênh YouTube của bên mình. Thì các bạn thấy là cái tốc độ load của cái TV này nhận và load và tìm kiếm nó rất là nhanh. Vậy mình sẽ thử tìm kiếm lại. Karaoke Đàm Vĩnh Hưng. Đấy, rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm lại và sẽ nói một cái câu dài hơn. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Thì các bạn thấy là khi mình nói như thế thì cái TV đều nhận và giải mã được hết và nó thực hiện cái lệnh tìm kiếm rất là nhanh. Thì nhiều khi chúng ta chỉ nhớ một cái lời, một hai câu bài hát thì chúng ta có thể đọc như thế để tìm kiếm được bài hát. Đấy, rất là nhanh. Và cái TV nó phải có bộ xử lý đủ nhanh, đủ mạnh thì mới có thể xử lý được hết những cái câu mình vừa nói vừa rồi. Thì đây chúng ta sẽ bật thử một đoạn video để xem cái tốc độ loát của nó như thế nào. Mình sẽ chọn bài này. Tình Nhà Có Nhau, karaoke. Ở trong chiếc TV Asanzo 43VS10 này nó cũng có rất nhiều phần mềm. Và phần mềm YouTube thì các bạn vào đây hoặc là chúng ta có thể xem truyền hình tuyến bằng cách là vào phần mềm Vietmobi TV có ở bên trong TV. Sau khi phần mềm nó bật lên, chúng ta có thể chọn một kênh để chúng ta thử. Vào mục tab VTV này, chọn VTV3. Đây là mình đang xem truyền hình trực tuyến từ phần mềm ở trên TV Asanzo. Ở trên ngàn gió quấn rung cây dưới khe cá lực. Ở TV 43VS10 này của TV Asanzo thì được bảo hành 2 năm và bảo hành tại nhà. Khi TV xảy ra sự cố thì các bạn hãy gọi điện đến số tổng đài để có thể yêu cầu bảo hành, và nhân viên bảo hành của hãng sẽ đến tại nhà các bạn để bảo hành miễn phí. Ở toàn quốc, bất kỳ chỗ nào cũng có nhân viên đến bảo hành cho các bạn. Để tham khảo giá bán và khuyến mại khi mua chiếc TV 43VS10 này, các bạn hãy truy cập vào website điệnmayphuthọ.vn. Ở đây thì bên mình sẽ cập nhật giá bán tốt nhất cho chiếc TV này. Cảm ơn các bạn đã xem video.